Qua thông tin đăng tải trên mạng, Trần Minh Ngọc ở quận Cầu Giấy, Hà Nội đến Bảo tàng Hà Nội để chiêm ngưỡng các hiện vật của các gia đình giàu có trong nửa giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20 đang được trưng bày tại đây trong buổi triển lãm Nếp Xưa. Tại khu trưng bày, không gian phòng khách được coi như bộ mặt của ngôi nhà với sập vụ tủ chè được chạm trổ tinh xảo, hoành phi gỗ sơn son thép vàng khắc hai chữ Hán hòa khí đặt tại phòng khách thể hiện mong muốn gia đình hòa thuận, vui vẻ. Ngài bài vị chân dung người đã khuất đặt ở giữa. Xung quanh bày đồ thờ như bát hương, mâm bồng, lọ hoa, chân nến, phía trên thường treo bức hoành phi cầu đối. Theo truyền thống xưa, các gia đình đều dành nơi trang trọng nhất của ngôi nhà để đặt ban thờ gia tiên. Thông thường, đó là chiếc bàn hay tủ thờ được chạm khắc sơn son thép vàng. Bộ bàn ghế gỗ khảm trai ở không gian phòng khách. Người xưa khi mời rượu nhau thường gọi chén tạc chén thù, trong đó gia chủ rót rượu mời khách gọi là thù, khách đáp lễ là tạc. Thì mình thấy khá hứng thú khi mà nhìn thấy bộ áo dài tứ thân kia của cả nam và nữ. Bộ bàn ghế thì hầu trước thì mình có xem các bộ phim về cổ tích Việt Nam. Thì mình khá ấn tượng về các bộ bàn ghế ở đây. Nó được điêu khắc rất là tinh tế, nó có mang một nét gì đấy rất là kiểu các thợ nó phải rất là tỉ mỉ xong rồi mới làm nên được cái này. Triển lãm trưng bày giới thiệu gần 200 tài liệu hiện vật theo 4 nội dung chính: phòng khách, phòng thờ, nhà biệt thự, trang phục áo dài. Đối với trưng bày chuyên đề Nếp Xưa thì chúng tôi đang bố cục thành 4 nội dung chính. Thứ nhất là về lối sống của người Hà Nội thể hiện qua cái trưng bày của phòng khách. Thứ hai là qua không gian thờ cúng của gia tiên. Cái thứ ba là qua trang phục. Và cái phần thứ tư là qua các cái kiến trúc của nhà ở của Hà Nội đầu thế kỷ 20. Ở đây thì có rất nhiều những cái tư liệu mà chúng tôi cũng đã tổng hợp được từ trong nước cũng như nước ngoài. Và đặc biệt là chúng tôi cũng phải đi khảo cứu, nghiên cứu những cái nếp nhà truyền thống mà người ta còn giữ được cho đến nay để hình thành các cái câu chuyện trong trưng bày. Và đối với những cái hiện vật trong trưng bày này thì đa số là các hiện vật là trong kho của Bảo tàng Hà Nội đã sưu tầm trong các năm gần đây. Và tất cả những cái sắp đặt trong không gian trưng bày từ phòng khách cho đến phòng thờ đều có một thông điệp, đều có một ý nghĩa và thể hiện cái tính cách của gia chủ cũng như là cái truyền thống, cái nề nếp văn hóa của gia chủ. Triển lãm Nếp Xưa thì kéo dài đến hết năm 2022. Theo ban tổ chức, Hà Nội hiện nay đã rất khác xưa, từ kiến trúc, phố phường đến diện tích. Đó là do quy luật cuộc sống. Hiểu được văn hóa truyền thống, chung tay gìn giữ, tiếp nối phù hợp sẽ hình thành những lớp người Hà Nội mới, năng động và văn hóa, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng phát triển, vững chắc.